chào các bạn, mình là Vân, hiện tại mình là nhân viên văn phòng. Thì một lát nữa đây mình sẽ có một cuộc cực kỳ quan trọng với sếp. Tuy nhiên Vân không cần phải lo lắng việc trang điểm như thường ngày nữa, bởi vì hiện giờ Vân đã có một sản phẩm rất hữu hiệu cho việc trang điểm của Vân, đó chính là kem trang điểm CC Cream. Thì cái kem trang điểm này không những làm da của bạn đều màu da, giúp da mờ tất cả các khuyết điểm, mà còn giúp da của bạn trắng sáng theo thời gian. Đặc biệt có một công dụng Vân cực kỳ yêu thích, đó chính là kem trang điểm này có thể giúp cho bạn bảo vệ da dưới nắng bên ngoài với SPF 50++. Còn 10 phút nữa thôi là Vân đã đến giờ đi gặp đối tác rồi. Các bạn có tin là Vân có thể trang điểm trong vòng 3 phút hay không? Hãy đi theo Vân nhé.